Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Joey Nguyễn Baby. Yeah, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì chúng ta biết là tại sao chúng ta có mặt ở đây và tôi có mặt ở đây để làm cái reaction này rồi. Yeah, chúng ta gọi là sau một khoảng thời gian làm thợ lặn, thực ra thì bây giờ vẫn đang làm thợ lặn của thằng Raw. Thì bây giờ chúng ta có một cái bài hát tên là Twilight của thằng Raw và featuring MCK. Thì những cái người mà nào mà gọi là có theo dõi hip hop của Việt Nam cũng như là có theo dõi thằng Raw thì chắc là các bạn cũng biết là cái việc mà thằng Raw đã biến mất gọi là một khoảng thời gian quá lâu rồi. Và cái bài hát này theo cái thông tin mình biết được là cái bài hát này được ra một cái bản audio ở trên SoundCloud. Và ở đây thì sau khi có một vài cái channel trên YouTube họ có re-up lại thì mình quyết định là mình làm cái reaction cho cái bài hát này luôn. Và yeah, mình rất là gọi là cũng lâu lắm rồi mình mới nghe lại thành Raw. Mình nhớ là cái bài hát cuối cùng mà mình nghe tới cái giọng cũng như nghe tới cái tên của thành Raw là một cái bài hát nào đó kiểu quảng cáo cho game Free Fire hay gì á. Mình nhớ không lầm là vậy. Ok, không có thời gian nữa, ta tới với phần reaction thôi. Let's go baby. Thì trước tiên gọi là trước khi bấm play cái video này thì như thủ tục của mọi reaction video trước đấy thì always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo mà mình luôn muốn nhắc nhở các bạn cái việc gọi là luôn chăm sóc và nhớ về cái sức khỏe của bản thân. Và dành cho những ai mà bữa giờ xem qua channel của tôi mà không bấm subscribe phía bên dưới hoặc là đây là lần đầu tiên các bạn xem cái video trên channel của mình thì hãy đừng quên bấm subscribe phía bên dưới nha. Tại vì ở thời điểm hiện tại thì hơn 85% người xem trên kênh của mình là những người chưa bấm nút subscribe. Tại sao vậy? Tại sao mọi người có thể ác độc với một kiểu YouTuber kiểu có tâm huyết như vậy? Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Yêu vậy đấy. Có một điều là mình không biết cái khúc khúc này là ai hát hay cái giọng, cái autotune với là cái giọng nghe khá là giống nhau á. Để ra là cái này là mình cái video này mình xem của bên Hip Hop in the World thì nếu mà được hơn thì bên này nên làm kiểu cái sub á để mọi người biết là ai hát. Thì thực ra cái khúc này nghe mình không phân biệt được ai với ai hết. Dạ, yeah. Chỉ tiếc một điều thôi, đây không phải là một lời chê ha, chỉ là mình góp ý thôi. Ok. Baby girl, anh nói anh nghe đôi lần. You wanna be alright, baby chill my side. Anh đang từ đầu sáng tối ngày, em đâu muốn quay về. Biết sẽ nói với tất cả, em là thế giới này. Hình như là thành do. Give me a little fire, suy nghĩ về những lời hứa, về những lần đó, về những lần ta chưa từng. Chẳng thể hiểu được cảm xúc như là cảm bay khiến ta chưa từng ngờ gì. Không còn hiểu được lời nói về người đừng có. Nói nghĩ suy bao ngày, nói không nên lời. Có lẽ nào lẽ nào. Tình yêu trò chơi, bao nhiêu nồng say luôn đem giữ được cơ ta. Tình kia có mọi nơi, không thể đo
sao vẫn nói có tin được cơ. Đành say ông ngày ơi, mọi thứ nên vậy thôi. Chạy theo những cuộc chơi, tình yêu đã tuyệt vời. Có nỗi nhớ vượt qua đây. Tự trên mây trời nhìn kia có nỗi nhớ. Người nơi đó tình không biết nữa. Đẹp, ngắn thế. Chưa tới 3 phút nữa. Một cục bít nhiều quá. Ok, trước tiên thì mình phải dành một lời shout out cho bên Hip Hop in the World. Tại vì cái video này cũng như là cái bài hát này thì mình gọi là làm cái reaction trên cái video của bên Hip Hop in the World. Thì trước tiên thì shout out cho anh em bên Hip Hop in the World. Thì như mình nói thì cái thứ nhất về cái cảm nhận của mình thì mình thấy là cái giọng cũng như là cái phần autotune của thành Draw và MCK nghe nó khá là giống nhau á, nên là nếu là mình thì mình sẽ gọi là cân chỉnh làm sao kiểu cho hai người có một cái màu cũng như là một cái tông nó kiểu nó hơi khác biệt một tí xíu, thì để cho người nghe họ không có bị lẫn lộn. Như mình nói ở ban đầu cái khúc giữa thì mình không biết là ai hát luôn, nhưng mà sau đó thì mình đã nghe được là ok, là đó là thành Draw. Nhưng mà về cái cách mà phát âm cũng như là cái gọi là cái gì nhỉ, mình không biết, nói chung là nghe nó khá là giống nhau. Mình nghĩ là ở đây nhiều người cũng khá là giống với mình, thì chỉ tiếc một điều ở đó thôi. Và cái điều tiếc thứ hai của mình là cái bài hát này nó quá ngắn. Nếu mà các bạn đã xem mình từ khoảng thời gian trước đó rồi thì mình là một cái người rất là thích những cái bài hát nào mà nó dài một tí xíu và kiểu nó có nhiều verse á. Thì đối với cái bài này thì chỉ có 2 verse thôi, một cái chorus là hết rồi. Thì hơi tiếc ở cái điểm đó. Và mỗi verse thì nó cũng rất là ngắn nữa. Và nghe nó thực sự là chưa có đã luôn á. Về cái bài hát thì mình thấy là mình rất là thích con beat ha. Về ban đầu thì mình tưởng là cái bài hát này nó sẽ rất là căng, tại vì cái thứ nhất là về cái phần hình ảnh nè, khúc đầu kiểu mình nhìn nhìn căng, vải đỏ đen đồ, kiểu mình nghĩ là chắc là sẽ kiểu lit lắm đây, kiểu cháy lắm đây. Nhưng mà không, một cái con beat chơi trên một cái side beat rất là chill và kiểu rất là ôn hòa. kiểu vậy thì mình không biết các bạn như thế nào ha, nhưng mà mình đối với riêng cá nhân mình, đây không phải là một lời chê ha, nhưng mà đối với riêng cá nhân mình thì mình vẫn thích thành Draw đi theo cái dạng kiểu rap thuần hơn, thực sự là như vậy luôn. Tại vì mình là một fan của rap Việt mà, và mình đã xem từ mùa 1 đến mùa 2, mình không bỏ lỡ tức bất kỳ một cái tập nào hết. Thì đối với thành Draw thì mình vẫn thích cái màu của thành Draw khi mà rap thuần hơn là cái việc sử dụng autotune và đóng tune như vậy. Nhưng mà by the way thì cái bài hát này đối với mình thì nó cũng khá ổn mà chấp nhận được thôi. Nó bị một vài cái mình gọi là khá là tiếc, như cái thứ nhất là cái bài hát tổng thể của bài hát nó quá ngắn, và cái thứ hai là hai cái verse của hai người, và cũng như là cái cách mà họ mix master đồ các thứ thì nghe nó khá là giống nhau, làm cho mình ban đầu mình không có thể gọi là phân biệt được. Mình nghĩ là những cái người mà kiểu chưa bao giờ nghe nhạc của thành Draw và MCK thì lần đầu tiên nghe thì mình nghĩ là họ cũng không phân biệt được luôn, thì hơi tiếc ở phần đó thôi. Còn riêng đối với cá nhân mình thì cũng khá là ok, và mình rất là vui khi mà thành Draw đã, mình mong là sau cái sản phẩm này thì thành Draw sẽ chính thức quay trở lại, thực sự là như vậy luôn. Tại vì đã quá lâu rồi, và một cái thí sinh cũng như là một cái rapper mà đã vào được
rất là sâu ở một cái chương trình rap rất là chất lượng như là rap Việt, thì khi mà kiểu mình vắng bóng như vậy thì rất là tiếc. Thì cùng thời với Thành Draw thì hiện tại là có Gonzo và cũng như Season Tip thì họ đã vào được cái label của bên Space Speaker rồi. Tà Linh thì kiểu tỏa sáng, MCK cũng vậy và bla 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 bla. Nhưng mà về Thành Draw thì kiểu tự nhiên mất tiêu luôn, thì mình rất là tiếc ở cái khoảng đó. Và mình rất là mong là từ cái sản phẩm này và Thành Draw sẽ chính thức quay trở lại và đem lại cho chúng ta nhiều cái sản phẩm ở tương lai. Và cũng như là mình rất là mong chờ cho những sản phẩm tiếp theo của Thành Draw nếu có, và thực sự là mình rất là mong là Thành Draw sẽ quay trở lại. Và đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này. Và dành cho những ai mà chưa nghe qua cái sản phẩm này hoặc là muốn nghe lại cái sản phẩm này, thì mình có để một cái đường link ở dưới phần mô tả của cái video này của bên Hip Hop in the World, thì các bạn có thể click vào và xem qua và nghe qua nhé. Ok. Và cái reaction của mình đến đây thôi, và hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Và chúc các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ, và đừng quên uống nước nha, và đừng quên để lại một nút subscribe phía bên dưới và cũng như là like cái video này nữa. Nhất là subscribe, tại sao mà có thể kiểu coi mà không bấm subscribe cho người ta chứ. Ok. Và thì mình nói tới đó thì hãy bấm nút subscribe đi nếu mà chưa. Ok. Hãy kêu ba mẹ, anh em, chị em, cháu, chắc, cậu, cô gì đó subscribe phía bên dưới đi nha. Ok. Và hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Ok. Have a nice day, and nhưng mà khi peace and I'm out. Bye guys.